Hoa tulip bắt đầu lên màu, các màu chùm chìm ấy mọi người này. Đấy. Thời điểm này thì mình cũng khá là bận rộn, khá là bận bịu. Thì vừa xuất một số, cũng như là chấm rồi là cả trồng mới nữa. Các cái màu tulip đỏ vẫn là chủ yếu mọi người ạ. Các màu đỏ thì như là lên khỏe và khá là nhiều người thích. Bên này tulip kẹp này. Bên này tulip kẹp. Tulip kẹp thì nụ khi lên màu ấy, hoặc là chuẩn bị lên màu ấy, nó sẽ hơi tròn tròn. Nó nhiều lớp ấy mọi người. Hơn một lớp con tulip đơn thì nó sẽ dai và nó nhọn, nó nhọn như này. Đấy, màu vàng đấy. Còn màu đỏ nó tròn hơn. Đấy, bên này thì màu đỏ này. Những cái màu đỏ, đỏ cơ, đỏ nhúng, đỏ. Đấy, nó sẽ bóng nó tròn hơn một chút so với màu vàng. Màu vàng như kiểu mũi tên đấy. Đấy. Các màu tulip mà trồng mà thành thảm, nếu mà những cái một số chỗ họ trang trí ấy, hoặc là làm thành cây thảm đẹp lắm, hoặc là trồng những cái chậu mà rất là to ấy, cứ khoảng 5-70 cả trăm củ là cực kỳ nhìn rất là xịn xò, rất là nổi mọi người, bởi vì là mỗi nó một bông mà cái lá của nó nhìn cũng gòn ấy, nó cứ chọc chọc lên. Đấy. Khá là nhiều người đặt để làm lễ hội hoặc là đám cưới mọi người, đám cưới thì cũng nhiều người thích trang trí. Màu khá là nổi. Và trong cái tông màu đỏ có một điểm xuyệt một ít cây màu vàng lên nữa thì nó cũng rất là rực, nó tôn lên khá là nhiều luôn. Màu vàng hoặc là màu trắng cũng được. Màu trắng cũng được, cũng đẹp mà mọi người. Chứ nhiều người sợ màu trắng nhưng mà mình thấy có màu trắng là rất là đẹp. Đấy, bên này có màu vàng, bông màu vàng nở này. Đây. Bông màu vàng nở, đẹp không? Đấy, bông màu vàng. Bên kia màu đỏ. Nó bắt đầu chùm nha, chùm chìm như này khoảng 1-2 hôm nữa. Hôm qua thì bắt đầu nó mới cái đám này là mới xanh xanh nha mọi người. Đấy, xanh xanh khoảng 6 khoảng hôm nay một phát là bắt đầu nó hồng hơn một chút. Đấy. Trong nốt ngày nay hoặc ngày mai là nó chín hơn này, nó khá là đẹp hơn đấy. Còn thằng kẹp nó sẽ lâu hơn. Nó chín nó lâu hơn mọi người. Hôm qua đến giờ nó còn chỉ nhích hơn một tí thôi. Những cái viên cái khía này này, nó chỉ hồng hơn một chút thôi. Hồng hơn một chút thôi. Đấy. Kẹp thì khá là cứng và khá là bền hóa. Nhìn cái bóng của nó cũng khá là nổi cơ. Mỗi người thì kiểu thích một màu. Có những người thì chơi mỗi màu vàng thôi. Nhìn nó sáng trọng, nhìn nó sáng. Có người phải đỏ rực rỡ. Có người thì lại thích kiểu nó lồn xồn mỗi thứ một ít, cứ lồn xá lồn xồn mix vào đấy. Có người là cũng thích màu trắng, có người là nhẹ nhàng thích màu hồng. Mỗi người thì rất là đa dạng cái kiểu thích, bởi vì cái tulip nó nhiều màu, thành ra là để có thể là thỏa mãn được nhiều người chơi hơn đấy. Và cũng như sưu tầm cả cái màu khác nhau. Dạ đấy, các màu yêu thích. Đấy, đẹp, nhìn buổi sáng này, ngắm nó thì cũng khá là xinh.